Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật chiều tối ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trước khi đi vào phần tin tức ngày hôm nay, vẫn cho phép Phong được cảm ơn thẩm mỹ viện Cangnam Cali đã bảo trợ cho TNP Channel. Quý vị nào mà muốn có gương mặt đẹp hơn, thân hình gọn nhẹ hơn thì quý vị có thể liên lạc trực tiếp với lại thẩm mỹ viện Cangnam Cali qua số điện thoại ngay trên màn hình của quý vị là 714-227-5789, 714-227-5789, hoặc gửi email là thẩm mỹ viện cangnamcali@gmail.com, thẩm mỹ viện cangnamcali@gmail.com để biết thêm chi tiết. Cảm ơn thẩm mỹ viện Cangnam Cali rất là nhiều. Và cũng cảm ơn tất cả khán thính giả của TNP Channel. Và bây giờ thì như thường lệ chúng ta vẫn bước vào phần tin tức của chúng ta. Đầu tiên hết là phần tin quốc tế. Ba Lan đã bắt giữ 18 người bị cáo buộc âm mưu có hành động thù địch và đại diện cho nhà nước Nga và Belarus. Bản tin từ Warsaw cho biết Ba Lan đã bắt giữ 18 người trong vòng 6 tháng qua bị cáo buộc là đã băng ngang qua biên giới ở Belarus, và ít nhất có một người đã liên hệ tới cáo buộc âm mưu ám sát tổng thống của Ukraine. Theo tường trình của Bộ Nội vụ của Ba Lan đã đưa ra vào ngày thứ Hai, 10 người trong số họ đã bị bắt từ hồi tháng 12 liên can trực tiếp tới âm mưu được xem là phá hoại, bao gồm luôn cả trên toàn lãnh thổ của Ba Lan. Theo tường trình của Bộ trưởng Nội vụ là Thomas Simoniak đã cho biết trên như trên trong một cuộc họp báo. Ba Lan, Nga, người Ba Lan, người Belarus và kể cả công dân của Ukraine nằm trong số bị bắt giữ trong vài tháng qua. Theo tường trình của cơ quan an ninh mật vụ của Ba Lan đã cho biết như trên, và một người đàn ông Ba Lan đã bị bắt giữ hồi tháng 4 bị cáo buộc là đã làm gián điệp cho lực lượng tình báo quân sự của Nga và cáo buộc rằng âm mưu đã ám sát tổng thống của Ukraine là ông Zelensky. Các công tố viên của Ba Lan cho biết như trên, người đàn ông này bị cáo buộc là tìm cách tiếp xúc với phía của Nga liên can tới cuộc chiến tại Ukraine và dự tính là sẽ băng ngang qua đưa một số những cái thông tin chi tiết về cái chiến lược mà tấn công ông Zelensky ở phi trường có tên gọi là Chashinka, được xem là có biên giới với lại phía của Ukraine. Bên cạnh đó thì một người đàn ông Ukraine và một người đàn ông Belarus đã bị ra tòa hồi tháng trước trong các cáo buộc là thành viên của một cái mạng lưới gián điệp của phía Nga chuẩn bị có những hành động phá hoại các cái đường rây xe lửa tại Ba Lan từ năm 2023, và trong đó bao gồm việc quan sát tất cả những hệ thống đường rây xe lửa và họ lấy đi tất cả những cái chi tiết, bao gồm luôn cả việc mà vận chuyển vũ khí cũng như là vận chuyển hỗ trợ nhân đạo cho phía của Ukraine. Những người này đã thú nhận các cáo buộc khi mà họ đã bị giám sát bởi lực lượng an ninh ở vùng mà biển Baltic, và trong đó họ đã bị bắt giữ. Đây được xem là một trong những cái tin tức mới nhất liên quan tới tình hình gọi là Nga đã cấu kết với một số người Ba Lan, người Ukraine và kể cả người Belarus để mà bắt đầu quậy phá trên lãnh thổ của Ba Lan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới Âu Châu ngày hôm nay, lực lượng cánh hữu đã trỗi dậy và có thể chiến thắng trong cuộc bầu cử của EU. Và điều này đã gây lo ngại cho lực lượng cánh tả và ông Macron. Bản tin mới nhất cho biết thì người lãnh đạo của lực lượng cánh hữu tại nước Pháp là bà Marine Le Pen dường như không có tên trong lá phiếu bầu trong tuần lễ này ở trong cái nghị viện Âu Châu. Tuy nhiên, bà có thể sẽ là một trong những người thắng lớn nhất trong cái cuộc bầu cử sắp tới diễn ra ở tại Âu Châu. Các cuộc thăm dò cho thấy là đảng National Rally của bà được xem là đang đứng hàng đầu ở tại nước Pháp, trong đó đang thách thức với lại cái đảng được xem là ôn hòa và ủng hộ cho vấn đề thương mại của ông Emmanuel Macron. Và trên toàn Âu Châu gần như là cái chủ nghĩa dân tộc đã trỗi dậy từ cái cảm hứng của bà Le Pen, và cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra từ ngày 6 cho tới ngày 9 tây tháng 6 trong tất cả 27 quốc gia trong Liên hiệp Âu Châu. Trong đó gần như là kể cả nghị viện của Âu Châu và cái nơi được xem là hoạch định chính sách của Quỹ hội Âu Châu, các cái chức giám đốc điều hành của Liên hiệp Âu Châu đặc trách, và trong đó gần như là đã có sự chiến thắng của phe hữu và phe cực hữu. Điều này có thể sẽ gia tăng cái cơ hội làm cho bà Le Pen có thể chiến thắng trong cái ghế tổng thống Pháp năm 2027. Đây được xem là một cái giấc mộng khá dài, và đảng National Rally đã dẫn đầu trong cái ứng cử viên của nghị viện là Jordan Bardella, được xem là một nhân vật cam kết rằng sẽ giới hạn
những cái việc mà di dân bất hợp pháp tràn vào Âu Châu, đặc biệt là do áp lực Âu Châu là phải thỏa thuận với lại phía của Nga trong việc mà gọi là hủy bỏ tất cả những cái chính sách về khí hậu toàn cầu của Liên hiệp Âu Châu. Chúng tôi sẽ đứng trên một cái quan điểm là tái duyệt lại cái mô hình của Âu Châu và trên tất cả các quốc gia, và Macron ở tại Âu Châu là một cái mô hình đã là quá khứ. Bardella đã phát biểu trong một cuộc rally ở tại Paris vào ngày Chủ nhật. Trong khi đó thì đảng gọi là ủng hộ cho cái chính sách gọi là khuynh tả của Âu Châu, bao gồm luôn cả chính sách về môi trường, đang gặp trở ngại khi mà tình trạng mà biểu tình của nông dân và sự trỗi dậy của các lực lượng khuynh hữu tại Âu Châu sau khi mà phía lực lượng cánh tả đã áp đặt một số những chính sách gọi là chuyên chế về môi trường, về xã hội, khiến cho lực lượng người dân Âu Châu đã nổi giận và bắt đầu bỏ phiếu cho lực lượng cánh hữu của Âu Châu. Đây được xem là một trong những cái bản dự đoán của hãng thông tấn AFP cho thấy là năm nay có thể lực lượng cánh hữu sẽ chiến thắng rất là lớn ở trong cái cuộc bầu cử của Nghị viện Âu Châu và Quỹ hội Âu Châu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, quyền đại diện ngoại giao của Iran đã thảo luận với cái bản kế hoạch của Hoa Kỳ về vấn đề gọi là ngưng bắn ở dải Gaza trong lúc mà viếng thăm Lebanon. Bản tin mới nhất cho biết thì quyền ngoại trưởng của Iran đã bác bỏ cái bản kế hoạch hòa bình ở tại dải Gaza và ngưng bắn do phía Hoa Kỳ đệ trình, và cảnh báo phía Do Thái là sẽ có những cái cuộc chiến với lại phía Lebanon sau khi mà ông ta viếng thăm Beirut vào ngày thứ Hai. Và đây được xem là chuyến viếng thăm đầu tiên của ông ta sau khi mà ông ta tạm thời nắm quyền Bộ trưởng Ngoại giao của Iran, và người trước đó đã bị thiệt mạng. Và người này có tên là Ali Bahari Khani đã thay thế cho ông Hossein Amiradollahian, một nhân vật cực đoan đã nằm ở trong cái lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran, và ông này đã qua đời chung với lại tổng thống của Iran là ông Ebrahim Raisi trong cái là tai nạn trực thăng vào ngày 19 tây tháng 5 ở tại khu vực đồi núi gần biên giới với Azerbaijan. Đây được xem là một trong những nhân vật được xem là khá cứng rắn, và Tehran được xem là giờ quốc gia chính hậu thuẫn cho nhóm dân quân Palestine tại dải Gaza, và được xem là quốc gia đã hậu thuẫn cho rất nhiều những nhóm dân quân ở trong khu vực, bao gồm luôn cả nhóm dân quân theo hệ phái Hồi giáo Shiite là Hezbollah đang hoạt động rất mạnh, và Hezbollah hiện nay được xem là một trong những cái nhóm Hồi giáo mạnh nhất và đang tấn công ở phía bắc của Do Thái. Và Hezbollah từ trước tới giờ vẫn đang đụng độ với Do Thái ở khu vực biên giới kể từ hồi tháng 10, trong đó thì họ hỗ trợ cho nhóm Hồi giáo Hamas. Và hiện nay thì ông Bahari Khani đã gặp gỡ với lại ngoại trưởng của Lebanon là Abdallah Bohabib, và trong đó bao gồm luôn cả chủ tịch của Hội đồng lập pháp của Lebanon là Nabi Berri, và trong đó thủ tướng của Lebanon là Najib Mikati, và ông ta cho biết rằng ông ta cũng gặp gỡ với một số những giới chức của Palestine và không cho biết thêm chi tiết. Tuy nhiên, ông ta đã bác bỏ cái bản kế hoạch về ngưng bắn do phía Hoa Kỳ đưa ra và chính quyền Joe Biden đưa ra, và nói rằng ông ta sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ cho những cái phong trào chống lại Do Thái ở tại Trung Đông. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, lực lượng IDF Do Thái xác nhận đã có thêm 4 con tin Do Thái đã bị thiệt mạng, qua đời trong tay của bọn nhóm Hamas. Bản tin mới nhất cho biết 4 con tin đã bị bắt giữ bởi nhóm Hamas đã qua đời. Đây là lời xác nhận của lực lượng IDF, tức là lực lượng quốc phòng tự vệ của Do Thái đã xác nhận vào ngày hôm nay sau khi mà họ có được những tin tức tình báo. Bản tin nhớ mới nhất cho biết thì trong ngày thứ Hai, ít nhất là có 3 người đã bị bắt giữ bởi nhóm Hamas vào ngày 7 tây tháng 10 và bị bắt giữ làm con tin và đã bị sát hại trong lúc bị bắt giữ. Và một phát ngôn viên của IDF cho biết là trong đó Amiram Cooper, Yoram Metzger và Cham Perry, tất cả đều là trên 80 tuổi và đã bị sát hại cùng vài tháng trước đây khi mà họ đứng chung với lại Nadav Powell ở tại Khan Yunis khi mà lực lượng IDF tiến quân vào đây, và thi thể của họ đã được vẫn còn nằm ở tại dải Gaza. Cooper, Berger và Perry được nhìn trong đoạn video mà Hamas đã bắt giữ với cái tựa đề là đừng để chúng tôi trở nên già cỗi, và trong đó gần như là đã họ mặc những cái áo thun, và chúng tôi là những thế hệ xây dựng cái nền tảng cho quốc gia Do Thái. Ham Perry đã cho biết như trên, và chúng tôi không hiểu được tại sao chúng ta lại bị bỏ rơi ở tại nơi đây. Đây được xem là một trong những cái lời phát biểu của những người này. Và IDF đã trong ngày thứ Hai cho biết là gia đình của nạn nhân đã được nhận tin về cái chết của họ, cũng như là chuẩn bị nhận lại thi hài của họ.
quyết định loan báo về cái chết của bốn con tinh này dựa trên các tin tức tình báo và xác nhận bởi các chuyên gia Bộ Y tế và Ủy ban phối hợp với lại cái cơ sở về tôn giáo đã cho biết như trên. Đó là lời phát biểu của phát ngôn viên IDF đã đưa ra. Đây được xem là có bốn con tin mới nhất mà do Hamas đã bắt giữ và giữ thi hài để làm con tin trao đổi với phía Do Thái. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay, Biden chuẩn bị ký một sắc lệnh và trong đó có thể sẽ giảm mức mà gọi là băng ngang qua biên giới khoảng 2.500 người mỗi một ngày. Bản tin từ Washington cho biết thì Tòa Bạch Ốc đã nói với các nhà lập pháp là ông Tổng thống Joe Biden đang chuẩn bị ký một sắc luật và trong đó sẽ là dập tắt tình trạng mà tràn qua biên giới của Hoa Kỳ và Mexico. Và con số này sẽ được giảm lên khoảng 2.500 người mỗi một ngày. Và ở biên giới con số này có thể sẽ giảm tới khoảng 1.500 người theo ít nhất là một số nguồn tin thảo luận đưa ra. Và 2.500 người này có nghĩa là biên giới có thể đóng cửa đối với lại di dân bất hợp pháp nào và có hiệu lực ngay lập tức, bởi vì con số cao hơn con số mà mọi ngày mà họ băng qua. Và ông Tổng thống của Đảng Dân Chủ này dự tính là sẽ loan báo cái hành động của ông ta, trong đó gần như là đang được thúc đẩy trong cái vấn đề gọi là cuộc tranh cử hiện nay. Năm nguồn tin thảo luận họ xác nhận là 2.500 người là con số tối đa, tuy nhiên hai người khác thì xác nhận con số tối đa được băng ngang qua biên giới mà được chấp thuận đó là 1.500 người. Tuy nhiên thì con số này được xem là rất thấp dưới con số hàng ngày mà nó băng ngang qua biên giới rất đông. Và một viên chức của Tòa Bạch Ốc đã xác nhận và thông báo cho các nhà lập pháp tại Capitol Hill về chi tiết của cái dự tính sắc lệnh này. Joe Biden đã bị áp lực bởi cả lưỡng đảng trong vấn đề gọi là dập tắt tình trạng tràn qua biên giới của di dân bất hợp pháp. Và giờ đây, sau 4 năm thì ông ta mới chịu ký cái sắc lệnh gọi là giảm đi cái phần gọi là nhập cảnh ở biên giới. Trong khi đó, khi mà ông ta lên làm tổng thống thì ông ta đã thúc đẩy chính sách mở cửa biên giới và hủy bỏ tất cả những chính sách mà ông Trump đã ban hành trước đó. Đây là một trong những cái chi tiết mới nhất liên quan tới tình hình biên giới tại Hoa Kỳ. Cùng một lượt thì Quốc hội gia tăng việc điều tra về chủ nghĩa bài Do Thái ở ít nhất là 10 trường đại học. Ít nhất là có 6 thành viên trong Ủy ban giám sát tại Hạ viện trong ngày thứ hai báo cáo là họ bắt đầu điều tra về cái chủ nghĩa bài Do Thái trong 10 cái trường đại học của Hoa Kỳ. Và trong đó có tiềm năng là sẽ cắt giảm hàng tỷ Mỹ Kim trong cái gói ngân sách của liên bang. Tờ Washington Free Beacon đã báo cáo rằng hàng loạt các lá thư đã được gửi ra, ít nhất là 6 thành viên của Đảng Cộng Hòa ở trong ủy ban, bao gồm luôn cả chủ tịch của ủy ban, đã viết thư cho các trường đại học gồm có Harvard, Columbia, MIT, Barnard, Northwestern, University of Pennsylvania, Cornell, Rutgers và kể cả trường đại học University of California, Berkeley và Los Angeles. Và trong đó thì các đại diện của Hạ viện đang lo ngại rất sâu đậm về tình trạng chủ nghĩa bài Do Thái và những cái hành động được xem là sách nhiễu trong các cái khuôn viên trường đại học. Và các nhà lập pháp đã viết những lá thư riêng biệt cho ít nhất là 10 trường đại học theo tường trình của tờ Free Beacon đã báo cáo. Và việc mà thất bại trong việc đối phó với cái môi trường gọi là bài Do Thái của các trường đại học, đặc biệt thì ủy ban này cũng đã mong muốn là bất kỳ một cái trường đại học nào mà bị vi phạm cái title số 6 của năm 1964 về cái đạo luật gọi là Civil Rights Act thì họ sẽ bị ngưng lại tất cả các cái nguồn ngân quỹ từ liên bang theo tường trình cho biết. Và trong đó họ đã có những cái dự án và cung cấp cho nhận tiền từ chính quyền của liên bang để cung cấp cho các cộng đồng thiểu số, trong đó bao gồm luôn cả cộng đồng Do Thái. Và Quốc hội sẽ không để cho cái môi trường thù địch nhắm vào sinh viên Do Thái vẫn tiếp tục gia tăng, các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa đã cho biết như trên. Và mỗi trường đều phải cung cấp tất cả các chứng từ cần thiết cho phía ủy ban giám sát tại Hạ viện để họ xem xét tất cả những cái chính sách cũng như là những cái điều lệ mà trong đó họ nghi ngờ là có thể mở đường cho chủ nghĩa bài Do Thái. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson lại đối diện với sự cứng rắn một lần nữa sau khi mà cái bản đề nghị là buộc tội ông Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland là tội khinh thường Quốc hội. Bản tin mới nhất cho biết thì Chủ tịch của Hạ viện ông Mike Johnson sẽ phải đối diện với một cái bước kế tiếp là cuộc bỏ phiếu để mà buộc ông Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland tội khinh thường Quốc hội khi mà trong các cái ủy ban đã bỏ phiếu thông qua. Đảng Cộng Hòa đã nhắm vào ông Garland khi ông ta từ chối cung cấp đoạn audio của ông Joe Biden đã có cuộc thẩm vấn với lại công tố viên độc lập là Robert Hurt, và ông Johnson đã quyết định là ông ta sẽ dự tính đưa lên lịch cho cái cuộc bỏ phiếu này theo tường trình của tờ Wall Street Journal đưa ra vào ngày thứ hai. Và phía Hạ viện nói rằng
Ít nhất có hai ủy ban vài tuần trước đây họ đã bỏ phiếu và đồng ý, và ông Johnson cũng đã cam kết rằng sẽ đưa cái dự luật buộc tội đối với ông Merrick Garland xuống sàn của Hạ viện. Các thành viên của Đảng Cộng hòa dường như là không có đầy đủ ít nhất là 2/3 số phiếu theo tường trình của tờ Wall Street Journal. Dân biểu Tim Berchef của Đảng Cộng hòa tại Tennessee đã nói với lại tờ Wall Street Journal ít nhất là có 2 thành viên lập pháp của Đảng Cộng hòa đang đứng bên cái bờ tường. Tuy nhiên, sự kết tội đối với ông Trump đã cung cấp một cái giây phút, và họ nói rằng họ sẵn sàng bỏ phiếu cho cái việc mà đàn hạch đối với lại, xin lỗi quý vị, không phải đàn hạch mà là tội khinh thường quốc hội đối với ông Merrick Garland. Và ông Johnson vốn đã hậu thuẫn cho cái việc này, tuy nhiên thì một số thành viên ông ngoài dường như đã phản đối. Tuy nhiên thì cái việc định tội ông Trump tại New York đã khiến cho tất cả các thành viên của Đảng Cộng hòa đã đồng ý là sẽ đưa ra sàn bỏ phiếu, và lần này ông Mike Johnson phải lên lịch cho việc bỏ phiếu này. Bà dân biểu Marjorie Taylor Greene đã lên tiếng nói rằng nếu không có cái là việc đưa ra bỏ phiếu đối với ông Merrick Garland có thể sẽ gây tổn thương cho ông Johnson. Không chỉ là tôi mà hầu hết nhiều người trong Đảng Cộng hòa nghĩ rằng là ông Merrick Garland cần phải bị khiển trách và cần phải bị buộc tội về khinh thường quốc hội. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất. Và trong cái cuộc bỏ phiếu đã dự tính vào tối ngày thứ hai là 218-213 bỏ phiếu theo lề đảng. Giữa lúc mà ông dân biểu gọi là Vince Fong của California, người dự tính sẽ thay thế vị trí của Kevin McCarthy, cũng sẽ có mặt trong ngày bỏ phiếu này. Đây được xem là một trong những cái tin tức mới nhất liên quan tới việc buộc tội ông Bộ trưởng Tư pháp về tội khinh thường quốc hội. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, dân biểu Jim Jordan, chủ tịch của Ủy ban Tư pháp tại Hạ viện, đã thúc giục Quốc hội là phải cắt bỏ tất cả những ngân sách cho những cái hoạt động mà của các công tố viên và quan tòa đã có một cái cuộc chiến pháp lý đã tấn công vào ông Trump. Bản tin mới nhất cho biết thì chủ tịch của Ủy ban đặc trách về tư pháp tại Hạ viện là ông Jim Jordan đã nói với đài truyền hình Fox News, ông đã đề nghị là sẽ có một cái gói trong đó sẽ ngưng lại tiền các cái ngân sách của chính quyền liên bang dành cho các hoạt động mà các công tố viên đã lạm dụng cái ngân sách của chính quyền liên bang để mở chiến dịch tấn công vào cá nhân của ông Trump. Trong đó, ông nêu đích danh là công tố viên đặc biệt Jack Smith, thứ hai là biện lý của Manhattan là ông Alvin Bragg, và thứ ba là biện lý của quận Fulton County là bà Fannie Willis. Và trong đó bản kế hoạch này nói rằng chỉ vài ngày sau khi mà ông Trump đã bị định tội ở tại thành phố New York. Và hiện nay thì ông Jim Jordan biết ủy ban đã đồng ý và nói chuyện với lại tiểu ủy ban và cái ủy ban thẩm định của Hạ viện, tức là họ đã gửi một lá thư cho ủy ban thẩm định của Hạ viện và tiểu ủy ban đặc trách về chống vũ khí hóa trong chính quyền liên bang để mà giám sát lại chính quyền của Joe Biden trong nỗ lực bảo vệ cái căn bản tự do của người dân Hoa Kỳ. Ông Jim Jordan đã viết như trên. Và năm ngoái thì ông Jordan đã giúp để mà thực hiện cải tổ tất cả cái việc tiến trình thẩm định, trong đó các bản kế hoạch nghiêm cấm sử dụng tất cả các ngân quỹ chính trị nhạy cảm cho các cuộc điều tra về chính trị, đặc biệt là nhắm vào bảo vệ cho tất cả những whistleblower không bị trả thù, cũng như là không để cho tiền thuế của người dân được sử dụng để thực hiện các cái chính sách cực tả, và cũng như cấm tất cả các nguồn ngân quỹ này mà chính quyền Joe Biden đã áp dụng cho chính sách về di trú, ngăn chặn tình trạng kiểm duyệt của chính phủ, cũng như là một số những vấn đề khác. Và ông Jim Jordan, ông hy vọng rằng với việc này sẽ giúp cho việc mà có thể xây dựng cái tài khoá của năm 2025. Và ông Jordan cho biết ông vẫn tiếp tục thực hiện cái vai trò giám sát đối với lại chính quyền của Joe Biden, và trong đó rất nhiều những chính quyền tiểu bang đã tìm cách vũ khí hóa trong hệ thống tư pháp để tấn công một đối thủ chính trị. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, một quan tòa hàng đầu đã ngăn chặn không cho phép những cái đơn khiếu nại nhắm vào quan tòa Alin Cannon, người đang phụ trách cái vụ án mà Jack Smith đã tìm cách khởi tố ông Trump về cái tội giữ các tập tài liệu mật ở tại Florida. Một chánh án của tòa kháng án của Hoa Kỳ đã lên tiếng và ngăn chặn tất cả những cái đơn khiếu nại nhắm vào quan tòa đã từng được ông Trump bổ nhiệm, trong đó đang giải quyết cái trường hợp liên quan tới ông Trump. Chánh án có tên là William Pryor Jr. được xem là đã đưa ra một cái sắc lệnh thứ mới nhất vào ngày 22 tháng 5, trong đó là ra lệnh cho tất cả các thư ký trong tòa án là không nên và không thể nhận bất kỳ một cái khiếu nại mới nào nhắm vào quan tòa có tên là Alin Cannon, sau khi mà phía của văn phòng thư ký đã tràn ngập những cái đơn khiếu nại này. Kể từ ngày 16 tây tháng 5 thì cái văn phòng thư ký của tòa án kháng án
thuộc cái tòa án số 11 đã nhận được trên 1.000 cái đơn khiếu nại nhắm vào quan tòa Canon, trong đó cáo buộc rằng đã có những cái hành động mà họ cho rằng là có sự thiên vị. Quan tòa Prio đã là được ông George Bush bổ nhiệm đã viết trong cái sắc lệnh này, và những cái đơn kháng án này đã phản ánh một cái chiến dịch được xem là được kích động, và một cái chiến dịch được xem là có chủ ý. Và quan tòa đã tuyên bố là thư ký không cần nhận bất kỳ một cái đơn khiếu nại nào nhắm vào quan tòa này. Đây được xem là một trong những cái đơn kiện, và trong đó họ tìm cách loại trừ vai trò của bà Eileen Cannon ra khỏi vai trò chánh án trong cái vụ án của ông Trump, sau khi mà công tố viên Jack Smith đã tỏ ra bất mãn với lại cái việc mà bà không cho phép ban hành một cái gag order đối với cựu tổng thống Trump. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất cho thấy rằng là đã có một cái chiến dịch mà Jack Smith đã mở ra nhằm khuyến khích một số những kẻ cực đoan viết thư vào tòa án và yêu cầu bà phải tự rút lui ra khỏi vụ án này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, lại có di dân bất hợp pháp sau khi mà họ bắn hai cảnh sát của Sở Cảnh sát New York. Bản tin mới nhất cho biết một di dân bất hợp pháp đã băng ngang qua biên giới của Hoa Kỳ và Mexico vào tháng 7 đã bị bắt giữ sau khi anh chàng này đã bắn hai viên cảnh sát ở tại thành phố New York vào sáng ngày thứ Hai. Hai người này là Bernardo Ruiz Castro Mato, 19 tuổi, một công dân của Venezuela, đã bước chân vào Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp ở Eagle Pass, Texas, đã bị bắt giữ theo tường trình của đài ABC cho biết. Ông này đã bị đưa vào trong bệnh viện của New York sau khi mà ông ta đã bị bắn ở phía chân dưới. Và người này được xem là sống ở trong một cái trại tạm trú dành cho di dân bất hợp pháp ở gần khu vực gọi là La Guardia Airport và không có cái lịch sử tội phạm ở thành phố New York. Tuy nhiên, nghi can này dường như là đã có hành động tham gia và bị điều tra về một cái vụ cướp ở tại Queens, theo tường trình cảnh sát cho biết. Hai cảnh sát đã bị bắn vào ngày thứ Hai khi mà đối đầu với nghi can trong lúc mà đang điều tra về một cái vụ cướp diễn ra ở tại Elmhurst, Queens. Và cảnh sát của New York cho biết có tên gọi là Christopher Abreu, 26 tuổi, đã bắn bị trúng đùi. Và người thứ Hai là cảnh sát Richard Zasruso, 26 tuổi, đã bị bắn trúng vào cái áo chống đạn của ông ở ngay bụng. Và cả hai đã được ra khỏi bệnh viện vào ngày thứ Hai. Và may mắn là viên đạn đã bắn trúng áo giáp chứ không phải bắn trúng ông. Và viên cảnh sát này đang tìm cách gọi là ngăn chặn Castro Mata sau khi nhìn thấy anh ta lái xe ngược hướng ở con đường gọi là Elmhurst và lúc 1:40 sáng, theo tường trình của cảnh sát cho biết. Và đây được xem là vụ mới nhất mà di dân bất hợp pháp đã nổ súng vào cảnh sát tại New York. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, ông Dr. Fauci đã ra điều trần công khai trên sàn Hạ viện liên quan tới cái sự tranh cãi về nguyên thủy của con siêu vi khuẩn Vũ Hán. Bản tin mới nhất cho biết thì Dr. Anthony Fauci được xem là viên chức hàng đầu trong cái cơ quan đặc trách về y tế của Hoa Kỳ cho tới khi mà ông ta rời khỏi cái hệ thống này năm 2022, đang đối diện với những câu hỏi rất nóng vào ngày thứ Hai từ các nhà lập pháp của Đảng Hòa liên quan tới nguyên thủy của đại dịch 19. Một cái tiểu ủy ban do Đảng Cộng Hòa lãnh đạo đã tốn một năm trời để điều tra về tình trạng nguyên thủy của đại dịch này, cũng như là số tiền ngân quỹ mà Liên bang Hoa Kỳ đã hỗ trợ thông qua một cái tổ chức thứ ba cho phía Trung Quốc, trong đó đóng vai trò rất quan trọng. Và Đảng Dân Chủ đã mở ra cuộc điều trần và nói rằng không có bằng chứng nào cho thấy là ông Fauci làm gì sai hoặc là có những cái cơ hội mà để chuẩn bị cho một cái gọi là một cái đại dịch có thể gây xa hại kế tiếp. Ông Fauci trước đó được xem là ông ta tin rằng là ông ta đã loại trừ trước đây là loại trừ cái giả thuyết là nó xuất phát từ cái phòng nghiên cứu sinh học của Vũ Hán. Tuy nhiên sau đó ông ta đã trả lời và nói rằng ông ta mở rộng cho tất cả các giả thuyết, và điều này đã dẫn tới việc mà phía của Hạ viện đã từng không tin lời của ông ta khi mà ông ta nói rằng là ông ta đã mở ra tất cả các giả thuyết và không ngăn trừ một giả thuyết nào, mặc dù ông ta vẫn khẳng định là có một số những nhà nghiên cứu khoa học cho rằng đại dịch này xuất phát từ thiên nhiên. Và từ lâu nay thì ông ta nói rằng tôi đã tái nhắc lại là tôi mở ra tất cả các cái khả năng và các cái tuy nhiên cần phải có những cái bằng chứng rõ ràng cho tất cả những cái giả thuyết và tôi sẵn sàng chấp nhận tất cả những giả thuyết đưa ra, trong đó bao gồm luôn cái giả thuyết là xuất phát từ phòng sinh học Vũ Hán. Trước đó thì cơ quan tình báo quốc gia Hoa Kỳ báo cáo là đại dịch này có thể đã bị xảy ra trong một cái tai nạn của phòng nghiên cứu sinh học này.
và lại loài dơi đã bị thoát ra ngoài. Tuy nhiên thì trước đó thì cái tin tức này đã từng được đưa ra năm 2020 và đã bị bác bỏ bởi ông Dr. Fauci. Nay thì ông ta trở miệng và nói rằng là ông ta hoàn toàn không có loại trừ bất kỳ một giả thuyết nào. Trong khi đó thì phía của Hạ viện đã giám sát lại việc mà công ty EcoHealth Alliance đã sử dụng cái nguồn ngân quỹ này đã cung cấp cho phía của Trung Quốc, và trong đó thì họ điều tra tất cả những cái email cá nhân của ông ta, và ông ta cho rằng là ông ta không hề sử dụng email cá nhân mà để mà liên lạc với bất kỳ một ai. Đây được xem là lời khai của ông Dr. Fauci đưa ra. Trong khi đó thì bà dân biểu Marjorie Taylor Greene đã lên tiếng cáo buộc ông Fauci đã cố tình hướng dẫn sai lạc của người dân Hoa Kỳ trong đại dịch 19, và trong đó bà đã từ chối không gọi ông ta là một bác sĩ, mặc dù ông ta đã nhận cái bằng MD từ Đại học Cornell University Medical College. Và ông nghĩ rằng ông đã thẩm định và người dân Hoa Kỳ có quyền bị lạm dụng, thưa ông Fauci, và bởi vì ông không phải là bác sĩ, ông chỉ là một miếng ông Fauci trong mắt của tôi trong vài phút. Đây là lời phát biểu của bà Green, và sau đó bà đã bỏ trên trang Platform X và yêu cầu tống ông Fauci vào tù. Vào nhà tù, đây là cái chỗ mà thuộc về Fauci, và ông ta không thể không phải là ngồi ở trước quỹ ban để nói láo trước mặt của chúng tôi. Ông Fauci cần phải bị truy tố và bị ném vào trong tù. Đây là lời phát biểu của bà Marjorie Taylor Greene đã đưa ra. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, các nhà lập pháp đang tìm hiểu tình trạng báo cáo từ chính quyền của Joe Biden về việc mà các cái cần cẩu, tức là các cái crane của Trung Quốc đang đe dọa tới những bến cảng tại Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ Rick Scott và dân biểu Carlos Jimenez của Đảng Cộng Hòa tại Florida đã yêu cầu chính quyền của Joe Biden là cung cấp tất cả những bản báo cáo liên quan tới vấn đề đe dọa tới an ninh quốc gia bởi các cái crane, tức là các cái cần cẩu do Cộng sản Trung Quốc sản xuất và đang được sử dụng trong các bến cảng tại Hoa Kỳ. Trong lá thư đề ngày 31 tây cho người lãnh đạo cái cục hàng hải của Hoa Kỳ là phó đề đốc An Philip, các nhà lập pháp đã gia tăng sự lo ngại về việc mà các cái hệ thống liên lạc của những cái crane này đã được sản xuất bởi nhà nước Cộng sản Trung Quốc với một cái tên là Shanghai Zhenhua Heavy Industry, được xem là công ty của nhà nước Cộng sản Trung Quốc, đã được lắp đặt ở trong một số những cái bến cảng của Hoa Kỳ, được chỉ ra từ tờ Wall Street Journal. Và điều mà lắp đặt tất cả những hệ thống liên lạc trong tất cả những cái dụng cụ này có tiềm năng là sẽ gây nguy hại cho cái hệ thống hạ tầng cơ sở của Hoa Kỳ và đe dọa tới an ninh quốc gia. Việc mà sử dụng tất cả những cái crane này với những cái hệ thống liên lạc thông qua cái server của Trung Quốc, và điều này có thể là Trung Quốc có được tất cả những cái thông tin cần thiết liên quan tới những cái bến cảng quan trọng của Hoa Kỳ. Và theo bản báo cáo cho biết thì từ tài khoá năm 2023 trong đạo luật về quốc phòng, trong đó phía quốc hội nói rằng họ sẽ giữ lại tất cả cái ngân sách này cho tới khi nào họ nhận được bản báo cáo từ chính quyền của Joe Biden. Đây được xem là một trong những cái giám sát của Hạ viện, và trong đó vào tháng 2 thì chủ tịch của ủy ban đặc trách về an ninh nội địa và tiểu ủy ban đặc trách về Đảng Cộng sản Trung Quốc lúc đó đã lên tiếng và yêu cầu là phải cung cấp tất cả những chứng từ này. Hiện nay trong lá thư thì dân biểu Mark Green của Đảng Cộng hòa tại Tennessee và dân biểu Gallagher của Đảng Cộng hòa tại Wisconsin trước đó đã từng yêu cầu là cung cấp những chứng từ này, và bây giờ thì phía của Hạ viện cho biết là họ tiếp tục yêu cầu phía của cơ quan quản trị về hàng hải và các bến cảng phải cho biết các thông tin này. Lực lượng tuần duyên và phó đề đốc có tên là John Van, người dẫn đầu lực lượng tuần duyên và đặc trách về vấn đề không gian mạng, đã nói với lại trong tháng 2 là có trên 200 cái crane do Trung Quốc sản xuất đang được điều hành trên các bến cảng của Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những cái báo cáo mới nhất mà phía quốc hội, cả lưỡng viện quốc hội, thượng viện lẫn hạ viện yêu cầu chính quyền Joe Biden phải cung cấp thêm tin tức về điều này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay. Và cuối cùng thì cũng báo cáo liên quan tới Trung Quốc là hacker Trung Quốc lại nhắm mục tiêu vào các hạ tầng cơ sở của Hoa Kỳ. Tư lệnh có tên là Timothy Hawk, lãnh đạo của cái cơ quan đặc trách về an ninh quốc gia, đã gia tăng sự lo ngại về các hacker và mạng lưới hacker của Trung Quốc đang tìm cách lắp đặt tất cả những cái hạ tầng cơ sở tấn công vào phía Hoa Kỳ, theo tường trình của tờ Wall Street Journal. Ông Hawk chỉ ra cho thấy là các hacker do nhà nước Cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn có tên là Vought Typhoon đã bắt đầu ra tay với tất cả những hạ tầng cơ sở, trong đó bao gồm luôn cả việc mà họ cấy người vào làm việc cho những hạ tầng cơ sở này và có thể có cái quyền tấn công thêm. Chúng tôi đã nhìn thấy được cái mạng lưới network này ở trong tất cả hạ tầng cơ sở của chúng ta và không có giá trị về tình báo. Tuy nhiên tại sao phải có sự lo ngại?
Và một trong những lý do chúng tôi tin rằng là họ đang thực hiện một cái tiến trình tấn công mới. Và các giới chức nói với tờ Wall Street Journal, nếu Trung Quốc có cuộc mâu thuẫn và tranh chấp với Hoa Kỳ, thì ngay lập tức họ sẽ phát động cuộc tấn công không gian mạng nhắm vào hệ thống cung cấp nước, hệ thống cung cấp điện, theo tường trình của tờ Wall Street Journal. Và Trung Quốc đã sẵn sàng có những nhân viên của họ làm việc trong các nguồn nước của Hoa Kỳ, ở trên lãnh thổ Hoa Kỳ, ở đảo Guam và một số khu vực ở phía Tây Thái Bình Dương, theo tường trình của ông Holt đã nói với tờ Wall Street Journal. Và điều khó khăn là chúng ta ở trong cái kịch bản bị mục tiêu tấn công nhắm vào các mục tiêu dân sự, và điều này nó sẽ trở thành một cái thẩm định trong các cái mục tiêu. Và chúng tôi thấy rõ ràng họ đã bắt đầu phát triển những cái này, không những họ tấn công không gian mạng, thậm chí họ còn cấy người vào làm việc ở trong các hạ tầng cơ sở quan trọng của Hoa Kỳ, nguồn nước, nguồn điện, nguồn gas và kể cả những công ty dịch vụ về Internet. Đây được xem là bản báo cáo mới nhất đã được đưa ra và chỉ ra báo động cho thấy là cần phải có biện pháp ngăn chặn tất cả những hacker của Trung Quốc cũng như là các hoạt động gián điệp của Trung Quốc trong các hạ tầng cơ sở của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi chiều tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!